nhiều bỏ vô đây con. Ở cũng mềm mềm hả? Muối thơm là chắc chín đủ rồi. Thơm không? Thơm không? Muối thơm á. Muối thơm hả? Muối thơm này cũng mềm mềm này. Biết mềm mềm nữa. Chín nè. Chín hả? Chín chứ. Cầm chưa? Cái khác. Chín cảnh, chín cảnh. Đó, nhà bác hai nè. Mời bác qua. Bữa Alex anh bận quá nên con chưa lên, bữa nào con lên. Dạ. Dạ xem ngã về con lên nha. Ờ Vy Trang, ồ bữa nay nó cao hơn em luôn không? Còn món ngon không chưa? Bữa nay cũng ông bác hai nè, bà con anh bác nè, anh nói chuyện nha. Đàn ông đỡm đang đây, anh của nhà mình đây. Ờ chứ sao, đây là đời đàn ông của đời em đây. À đi em ăn chỗ nào lên ngồi con. Châu Ly em cũng ngầu cổ cái này đó. Ăn co. Dạ Ly em ơi. Con uống nữa không? Đi con, ngồi vô cái mic đây nè. Mít nè. Ờ bỏ mít đi con, bỏ mít đi. Đây. Ô mít bỏ đi đây. Anh ơi. Ủa, lấy lên, lấy lên. Ờ. Lấy acid, bỏ ra. Lấy cái dĩa. Ông nói lấy cái dĩa bỏ ra. Đâu? No đâu á. Này con ngồi xuống. No đâu được rồi. Đây này á. Bỏ cái mít đi ra nè á. Lấy dĩa to ăn. Chín rồi, 9:50 mà bác. Đó, có người cho ngồi chờ rồi đây nè. Đó, ít người quá mà. Ồ, ít khách rồi. Ngồi cũng chờ rồi nè. Đó. Ngồi ngồi chờ chứ, ngồi chờ ăn chứ, không chờ sao ăn được. Ngồi chùm hổm giống Việt Nam thôi. Ở Tây nó đâu ngồi chùm hổm. Tây nó đâu biết ngồi chùm hổm hả bác Nam? Ở Tây nó biết ngồi chùm hổm mà giống gì mà nó gen nữa. Tây không có ngồi. Liam. Vậy Nam kêu
Đó. Con mổ mít chưa? Cứ con dậy hả? Con ngồi. Dĩa hai. Thì dĩa hai cầm đi. Dạ gỡ luôn ha. Bỏ vô. Dĩa nó hai hè. Bỏ vô nhiêu đó đủ rồi con, đủ rồi á. Đúng rồi. Nắp mà. Đủ rồi con, đủ rồi. Trời mất kìa. Làm cái mới bé cái tên mấy cái luôn mà. Chưa biết cái nhà làm sao tắt. Đâu cũng không dám. Thơm quá trời luôn đây. Mít thơm đây. Nó còn anh đi anh lầu ngọng lục ăn đây. Đó nó cũng tự nó lục nó ăn rồi chưa. Chú chị ba. Nó kêu chú thì cố là. Thấy già chưa? Cô nàng. Thêm thêm miếng giấy nữa hay gì? Cô kêu chị điện thoại. Ý là không biết là nó mang mát kêu chị điện thoại à? Bà ngồi. Nó kêu bà nội mình có là bà sơ, bà cố, bà tổ gì đó. Bố cao. Sơ. Làm đầu là vậy nào bà cứ nói. Đầu sáng làm đầu, đầu sáng làm đầu. Ông làm gì ông lục vít hết à? Ngon lục vít. Ông bỏ vỏ vô dĩa nè. Sợ bỏ hoài. Lục hết luôn, lục hết trái mới ăn. Lục hết trái mới ăn chứ. Cái dĩa khác nó đi đây. Cảm ơn con, cho bà gì nữa nè, cho gì đây, trở về chị đây nữa nè, xí ra mua chì cho bà chị đó, lấy ra cho mua chì cho bà chị, cho chị ơi nè, nó cho chị Nhung á ngay nè, hè cái con này nè. Anh ơi con hết trời vợ anh tiêu nè, anh được anh ơi sao đâu mong mong đeo cho ai đây, cái đây không phải mít đâu con, mít này nè, mít đó anh ngon lắm anh ơi. Há miệng Liam, ít luôn của tôi Liam. Hung rồi nữa. Cậu ơi, đây mà có soda nè ảnh. Đây là mang bốn nước cưới gái Việt Nam. Đây này có bà chị chủ đúc bánh xèo nè. Mấy ngàn cái chị. Đưa em đúc đó. Bánh xèo có ốc nữa kìa.
Rồi, đủ thứ luôn. Xèo, ốc, rồi chiên nước mắm nè. Đã chưa? Dạ, thèm rồi. Thấy nước mắm ngon hả bác hai? Hay? Ngồi vô đi. Ảnh vừa về YouTube. Quay sớm mới cho chúng tôi tặng mà quay không. Quay sớm thôi. Liam hả? Đi Việt Nam hả? Là được ai cũng ẩm nè, thấy không? Mai mốt đi qua Mỹ không ẩm nổi luôn á. Đó, cha có mít đồ quá trời luôn nè. Nhà chị Phúc đã rồi chưa? Nhà chị họ nè, mít đã quá. Đó.